Bởi vì bản thân mình này, sau khi mình thấy mình có người yêu người Trung Quốc xong, trình độ tiếng Trung của mình nhá, nó từ chỗ này lên tận chỗ này luôn. Mời đến, mời đến. Hello, cả người Trung Quốc đây, xin chào mọi người. Hôm nay thì cái khung cảnh nó hơi khác một chút đúng không? Đây chính là quán trà sữa Y Tiến Tiệm mà mình rất hay ngồi học và đã từng xuất hiện trên video của mình. Thì hôm nay chủ đề của mình đó chính là cách để tự học tiếng Trung một cách hiệu quả nhất. Thì bởi vì mình đã học tiếng Trung tính ra cũng được 5 năm rồi và bản thân mình đã đúc rút ra khá là nhiều kinh nghiệm trong việc học tiếng Trung. Vậy nên video này sẽ giúp ích cho những bạn nào bắt đầu và cũng như đang học tiếng Trung nhá. Rồi, ok, video của chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên đó chính là duyên đến với tiếng Trung. Có thể mọi người sẽ hơi ngạc nhiên nhưng mà trước đó thì là ban đầu mình định học tiếng Hàn và đi du học Hàn Quốc. Nhưng mà lúc sau chị gái mình thì đang nhận học bổng cũng như là du học ở Trung Quốc luôn. Thì chị nói là trời ơi, Trung Quốc rất là ok, cũng như học tiếng Trung, cơ hội việc làm, mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Vậy nên chị mình bảo là hay là học tiếng Trung đi. Và cuối cùng thì mình bắt đầu học tiếng Trung. Và đến bây giờ thì mình cảm thấy là cái việc mình chọn học tiếng Trung chưa bao giờ hối hận cả. Việc học tiếng Trung ở trung tâm này, ở trường đại học hay là các bạn tự học thì mình đều cảm thấy là ok cả. Tại vì phương pháp nào thì cũng sẽ có phần ưu, phần nhược điểm đúng không? Và bản thân mình thì sẽ là tự học. Vậy nên hôm nay video này chủ yếu sẽ là dành cho những bạn chuẩn bị, đang và sẽ có ý định tự học tiếng Trung. Về giáo trình thì mình recommend mọi người nên sử dụng giáo trình Hán ngữ 6 cuốn. Vì sao mình lại nói đến cái bộ sách này? Bởi vì bản thân mình ngày trước thì mình cũng học theo cái bộ sách này và mình ôn thi HSK cũng theo cái bộ sách này luôn. Và đến bây giờ cái điều quan trọng nhất đó chính là mình đang giảng dạy tiếng Trung thì mình có kèm cho các bạn học tiếng Trung thì mình cũng dùng cái bộ sách này luôn. Và mình cảm thấy là nếu như xét cho tất cả các bộ sách thì có thể nói bộ sách này đang là bộ sách được coi là sáng giá nhất, ok nhất. Tiếp theo đó mọi người có thể tham khảo ví dụ như là giáo trình Hán ngữ 6 cuốn này, giáo trình phát triển Hán ngữ. Thì tất cả những cái bộ sách này mình cũng sẽ để tài liệu ở dưới phần mô tả nhá. Thì mọi người có thể click vào đó, sau đó thì miễn phí tải về thôi. Làm sao để nâng cao được ngữ pháp của bản thân? Thì như vừa nãy mình có recommend cho mọi người một vài bộ sách cũng như là một chút về tài liệu học tiếng Trung đúng không? Thì mọi người sẽ vừa xem tài liệu đó và vừa kết hợp với việc xem YouTube hoặc là ở trên Bilibili cũng đều được. Thì mọi người với cái mức độ 1-2-3 nhá, cấp độ HSK 1-2-3 thì mọi người hãy, mình khuyên mọi người nên học với giáo viên người Việt. Còn nếu như từ mức độ 4-5-6 trở lên cao hơn thì mình khuyên là mọi người nên học với giáo viên người Trung. Thì các bạn sẽ vừa xem tài liệu này vừa kết hợp với việc xem YouTube hay là xem Bilibili này, xem các thầy cô giảng bài. Thì đấy cũng là một cái phương pháp mình thấy khá là ok, cách để nâng cao khả năng ngữ pháp của mình. Đó chính là mình khuyên các bạn nên ấn follow những cái page ở trên page liên quan đến tiếng Trung ở trên Facebook ấy. Thì ở những cái page này là những page nào thì mình sẽ để ở đâu đó quanh đây để cho mọi người click vào nhá. Mình không có nhận quảng cáo của những page này đâu nhá, nhưng mà mọi người có thể click vào đó để xem. Thì những cái page này người ta hay đưa những cái câu trích dẫn kiểu ngắn ngắn thôi và nó khá là đơn giản. Và mình còn thấy là người ta còn kèm cả tiếng Việt này, kèm cả phiên âm này. Thì đấy là một điều rất là tốt cho cái việc chúng ta bắt đầu tự học tiếng Trung đúng không? Thì các bạn xem những cái page đấy, ngày nào cũng xem. Thì đoạn kiểu mình lướt Facebook ấy thì mình sẽ xem là hôm nay page đăng bài này này, hay là kiểu đôi khi chúng ta vô tình chúng ta nhìn thấy. Thì đấy cũng là một cách, là một cách học tiếng Trung tự động ấy, tức là một cách học tiếng Trung thụ động thì đúng hơn, tức là dần dần chúng ta nhìn thấy nó nhiều, sau lúc sau chúng ta có thời gian thì các bạn có thể nốt lại những cái câu đấy. Thì đấy cũng là một cách mà để nâng cao khả năng ngữ pháp, tại vì là tất cả những câu đấy thì chắc chắn 100% ngữ pháp đều rất là chuẩn rồi. Vậy nên các bạn không cần lo là ngữ pháp này bị sai, bởi vì thường những cái câu trích dẫn đấy thì người ta sẽ lấy ở trên mạng, hoặc là người ta lấy ở, thường là mình thấy người ta sẽ lấy kèm trong sách ấy. Thì đấy là những cái câu trích dẫn mà mình thấy rất là ok. Tiếp đó chính là nghe podcast. Thì các bạn sẽ cảm thấy là có hơi ngạc nhiên đúng không? Tại vì là vừa mới học tiếng Trung mà đi nghe podcast làm gì, nghe có hiểu gì đâu. Nhưng mà không nha, các bạn vẫn nên nghe nha. Bởi vì theo như một chứng minh nào nào đấy mình quên rồi, tức là cái việc mà khi mà chúng ta bắt đầu nghe podcast, chúng ta nghe nhiều, chúng ta nghe từ những mức độ đơn giản. Tại vì hiện tại bây giờ podcast rất là nhiều nghe, tức là nghe tiếng Trung từ những cái mức cơ bản luôn, từ HSK 1 luôn. Thế nên các bạn đừng nghĩ là trình độ phải thật cao siêu mới nghe được podcast, không nha. Trình độ các bạn cho dù ở đâu thì các bạn đều có thể tìm được podcast phù hợp với bản thân mình. Và mình cũng sẽ để ở đây xung quanh mình những chiếc podcast mà mình cảm thấy tâm đắc và mình cảm thấy ok. Thì các bạn có thể ấn follow và tải xuống cũng như là nghe để luyện tiếng Trung nha. Tiếp theo đó là về phần từ vựng. Nhắc đến từ vựng thì chắc chắn không thể thiếu app rồi đúng không? Làm sao mà có thể học được nhiều từ vựng mà còn học một cách thoải mái và hứng khởi, thì mình có recommend cho mọi người sử dụng một chiếc app học tiếng Trung này, tên là Mochi Chinese, ghi nhớ được 1.000 từ vựng trong vòng 1 tháng. Ưu điểm lớn nhất của app đó chính là dễ sử dụng,
giao diện thân thiện. Mình cũng đã học app này được một khoảng thời gian khá dài rồi, để ôn tập cũng như là học từ mới của H5, H6. Ngay mục bên trái ở trên cùng thì các bạn chọn cấp độ HDK phù hợp. Ở đây thì sẽ có 7 khóa học và sẵn sàng phục vụ nhu cầu đa dạng từ H1 cho đến H6. Kho từ vựng thì phải kể đến đó chính là trên 5.000 từ cơ. Bài học thì sẽ được chia nhỏ 10 từ trên một bài và theo chủ đề. Mình sẽ lấy ví dụ vào bài số 7 của HDK 1 nhá. 我想喝茶. 我也超级喜欢喝茶. Sau khi hiện ra thì chúng ta sẽ click vào xem nghĩa của nó này, kèm cách đọc, sau đó sẽ làm luyện tập luôn. Một điều khiến mình thích ở app này đó chính là luôn luôn có ví dụ đi cùng và bên cạnh đó còn có cả phần luyện viết. Nếu như bạn viết thứ tự các nét không đúng thì app sẽ kêu bạn viết lại. Nói thật là bản thân mình đôi lúc còn không nhớ thứ tự các nét luôn, thế nên mục này mình chấm 10 điểm. Sau khi học xong mỗi bài thì các bài học sẽ được chuyển sang màu xanh và có một cái icon như thế này là đã thể hiện tải dữ liệu đầy đủ. Với mục ôn tập thì Mochi Chinese phân loại từ vựng theo cấp độ ghi nhớ của bạn, đó là 5 cấp độ. Việc chia từ vựng đã học thành các cấp độ như thế này sẽ giúp app phân bố chính xác tần suất ôn tập phù hợp với mỗi từ bạn học. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi được tiến trình học và sự tiến bộ của bản thân. Vừa ôn tập một cách vui vẻ lại còn rất là toàn diện luôn, bao gồm cả nghĩa này, phiên âm, cách đọc. Ngoài ra, Mochi có một tính năng mà mình vô cùng thích, đó chính là thời điểm vàng. Dựa trên lịch sử học tập của người dùng, Mochi sẽ tính toán và nhắc nhở chúng ta ôn tập vào đúng cái thời điểm vàng đó. Thời điểm này thì tức là sao? Ngay trước khi bạn quên cái từ vựng đã học này là thời điểm mà não bộ ghi nhớ tốt nhất. Thế nên là chúng ta phải bắt ngay vào cái thời điểm này. Đây chính là phương pháp ghi nhớ hiệu quả được kiểm chứng và áp dụng rộng rãi trên thế giới. Và tính năng này thì sẽ được thể hiện bằng đồng hồ đếm ngược này, tới giờ ôn tập và thông báo tới chúng ta là đã tới giờ ôn tập rồi, đi học thôi. Bản thân mình đang sử dụng app này để ghi nhớ tiếng Trung và mình đánh giá là hiệu quả nha. Với phần tải app thì các bạn chỉ cần vào App Store hoặc là CH Play gõ Mochi Chinese và các bạn nhớ là chọn Mochi Chinese học tiếng Trung nha. Sau đó ấn tải app là được rồi. Với một số dòng máy như Android này, bạn không thấy app ở màn hình chính thì hãy tìm Mochi Chinese bằng thanh tìm kiếm và đưa Mochi Chinese về màn hình chính nhé. Link tải và thông tin chi tiết thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Cuối cùng đó chính là những tip lưu ý khi mà học tiếng Trung. Thì điều đầu tiên các bạn cần phải nên nhớ đó là mỗi ngày hãy dành ra 30 phút để học tiếng Trung. Cho dù là các bạn ngồi ở đâu, các bạn làm gì, các bạn đi đâu thì nhất định hãy dành cho mình ra 30 phút để học tiếng Trung. Học ở đây không phải là nhất định là phải học cái gì lúc nào cũng phải học từ mới. Các bạn có thể ôn lại những cái kiến thức cũ mà các bạn đã học rồi. Đấy cũng là một cách để chúng ta học tiếng Trung. Thứ hai, đó chính là hãy chăm xem phim và những cái clip ngắn ở trên mạng. Thỉnh thoảng thì các bạn sẽ thấy là những cái clip trên mạng nó rất là xàm xí đúng không? Không, nhưng mà chính những clip đấy sẽ dần dần khiến cho các bạn cảm thấy là mình nghe nhiều người Trung Quốc nói ấy. Tại vì đôi khi ở trên phim thì những cái ngôn ngữ nó vẫn sẽ có một cái gì đấy kiểu không quá là thực tế ấy, nhưng mà những clip thường, những clip ở trên Douyin này, những clip trên TikTok này, hay là những clip ở trên WeChat này, rồi những cái ứng dụng các bạn xem ấy, Xiaohongshu đó, thì các bạn đều cảm thấy là nó rất là đời thường. Và bản thân mình tự đúc rút ra được một điều, đó chính là khi mà mình xem những clip đấy thì mình biết được là ở giới trẻ Trung Quốc đang dùng những cái từ gì, và người dân Trung Quốc có những người ta đời thường ấy, thì người ta dùng những cái từ đấy, nhưng mà có thể trong sách vở thì chúng ta không được học tới. Thứ ba, đó chính là trước khi ngủ thì hãy nghe podcast. Ban nãy bên trên thì mình cũng đã nói rồi đúng không? Và podcast là một cái thứ gì đấy rất là quan trọng. Bản thân mình có một khoảng thời gian hồi mà mình ôn thi HDK6 ấy, thì hầu như đêm nào mình cũng sẽ nghe podcast luôn. Thậm chí là bản thân mình có những lúc mình còn không hiểu người ta đang nói cái gì, những cái chủ đề cao siêu quá không hiểu, nhưng mà nghe dần, nghe mãi, nghe nhiều, tự dưng thành một cái thói quen nha. Vậy nên các bạn hãy nghe podcast trước khi đi ngủ. Có thể là nghe cái xong rồi chúng ta ngủ mất rồi, nhưng không sao cả, ngày nào cũng hãy giữ thói quen nghe podcast. Đấy là một cái điều mà không thể thiếu. Thứ tư, đó chính là nói chuyện trước gương. Nghe có vẻ hơi vô lý đúng không? Tự dưng đi nói chuyện trước gương làm gì? Nhưng mà cái việc nói chuyện trước gương cũng đã tăng cái khả năng giao tiếp của bạn, tức là tăng cái khả năng khẩu ngữ tiếng Việt là gì? Khẩu ngữ. Đấy, học tiếng Trung nhiều quá rồi mới quên lên tiếng Việt. Thứ năm, đó chính là viết nhật ký. Thì viết nhật ký cũng như là cái việc chép lại một cái nội dung nào đấy thì đều có tác dụng nha. Tức là các bạn sẽ luyện viết này. Và bản thân mình ngày trước thì mình cũng đã có viết nhật ký. Mình viết được nhiều lắm mọi người. Mình viết được tận một hôm. Thật ra là viết nhật ký thì mình phải viết ít thôi, còn lại thì mình có hay chép ít. Thì mình recommend cho mọi người một cuốn sách tên là 999 bức thư gửi cho bản thân mình. Thì cái cuốn sách đấy nó sẽ là một đoạn trích ngắn 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 ngắn, thì mọi người có thể mỗi ngày chép ra một cái đoạn ngắn thôi và sau đó sẽ tra
đấy cũng là một cái điều để chúng ta luyện tiếng Trung nhiều hơn. Thứ sáu, một cách để học tốt tiếng Trung đó chính là hãy kiếm người yêu là người Trung Quốc. Nghe đến đây thì mọi người sẽ nghĩ là ủa, chắc gì đã kiếm được đúng không? Nhưng mà nếu như kiếm được thì hãy kiếm nha. Bởi vì bản thân mình này, sau khi mình thấy mình có người yêu người Trung Quốc xong, trình độ tiếng Trung của mình nhá, nó từ chỗ này nó lên tận chỗ này luôn. Thế là mọi người có thể tham khảo cái này nha. Và cuối cùng đó chính là hãy nhớ tải app Mochi về để học từ vựng nha. Nhỏ gọn, vừa thuận tiện và giao diện còn đẹp nữa thì chắc chắn sẽ giúp ích cho việc học tiếng Trung của bạn, đặc biệt là nâng cao vốn từ vựng. Ok, vừa rồi thì mình vừa tổng hợp cho mọi người một chút về những cái kinh nghiệm cho việc tự học tiếng Trung. Cho dù là học ngoại ngữ nào thì chúng ta cũng đều cảm thấy là chắc chắn là một bộ môn vô cùng khó đúng không? Thì mình tin là cho dù các bạn đang học ngoại ngữ nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ yêu thích nó và hãy kiên trì, bởi vì việc yêu thích và kiên trì thôi cũng đã khiến cho các bạn chinh phục được ngôn ngữ đấy rồi. Rồi, ok, chúc các bạn học tốt nha. Bye bye.